Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chương trì tụng, nguyện tỏ cho lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Vân, quyển 3. Này Thiện Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là như mặt trời. Đó là: một, có thể diệt trừ vô minh đen tối. 2, làm cho tín tâm mở bày. 3, làm cho khắp mười phương ấn pháp. 4, làm cho pháp thiện sinh trưởng. 5, làm cho hữu lậu diệt mất. 6, thường hay soi sáng. 7, hay làm cho tà đạo dị kiến che phủ biến mất. 8, làm cho gò hố cao thấp đều được hiện rõ. 9, làm cho tất cả nghiệp thiện được hưng khởi. 10, làm cho người trí hỷ lạc, người ngu thêm oán ghét. Thế nào? Thế nào gọi là Bồ Tát khai trừ vô minh đen tối? Ví như khi mặt trời mọc, không gian mà không gian đen tối không còn. Cũng vậy, mặt trời Bồ Tát xuất hiện thì có thể trừ vô minh tâm tối của chúng sinh. Như khi mặt trời mọc, muôn hoa cùng nở, cũng vậy mặt trời Bồ Tát xuất hiện, những ai cần nhận sự hóa độ cũng đều được khai ngộ. Như khi mặt trời mọc, làm cho ấm áp khắp cả mười phương, cũng vậy mặt trời Bồ Tát xuất hiện, ánh sáng công đức trí tuệ làm cho mười phương ấm áp, không quấy nhiễu chúng sinh. Như khi mặt trời mọc, sắp mọc, xem minh tướng biết có mặt trời sắp mọc, Bồ Tát cũng là như vậy, dùng trí quang minh chiếu các thế gian, chúng sinh liền biết mặt trời Bồ Tát xuất hiện. Như khi mặt trời lặn, mọi phương đều tối mịt, các vật không hiện rõ, cũng vậy Bồ Tát dùng ánh sáng trí tuệ nhập vào các tam muội, làm cho hết thảy phiền não tối tâm, các sự lậu hoặc đều diệt mất không còn. Như khi mặt trời mọc chiếu sáng cõi dưới vô đề, diệt hết thảy tối tâm, ánh sáng trí tuệ của Bồ Tát cũng hay chiếu khắp như vậy. Như khi mặt trời mọc, ánh sáng phủ khắp, các ánh sáng nhỏ như ánh sáng đom đóm, ánh lửa thể đều không hiện, mà mặt trời không cố tình che phủ các ánh sáng kia, chỉ vì bản chất của nó là vậy. Mặt trời Bồ Tát xuất hiện cũng lại như thế, che khắp hết thảy các dị kiến của đám tà kiến ngoại đạo. Như khi mặt trời mọc, các vật tốt xấu cao thấp trong cõi dưới phụ đề đều hiển lộ rõ nét. Mặt trời Bồ Tát xuất hiện cũng là như vậy, soi rõ đâu là chánh đạo, đâu là tà đạo. Tà là đám tà, tám tà chánh là tám chánh. Như khi mặt trời mọc, nông phu ra đồng làm việc cày cấy, mặt trời Bồ Tát xuất hiện cũng vậy, những chúng sinh tính tâm đều giấc tu thiện rộng khắp. Như khi mặt trời xuất hiện, người thiện vui mừng, bọn gian dâm trộm cướp đều ghét không ưa. Mặt trời Bồ Tát xuất hiện cũng vậy, người hiền trí vui thích, đám ngoại đạo quần tà không ưa. Thì Nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát như mặt trời. Này Thì Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp với giới sơ tử. Đó là: một, vô sở ý. 2, không sợ đám đông. 3, ra đi không bao giờ trở lại. 4, hay gầm tiếng sư tử. 5, đầy đủ biện tài. 6, vui chốn rừng già. 7, ở tại hang núi. 8, thu phục đại chúng. 9, đủ lực dũng mãnh. 10, khéo giỏi giữ gìn. Thiện Nam, thế nào là vô sở ý? Ví như sư tử vào ra, qua lại tự tại, không sợ chướng nạn. Vì sao? Vì sư tử không thấy loài nào bằng nó cả. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, lượn quanh lặp qua lại, không e ngại chướng nạn. Vì sao? Vì Bồ Tát không thấy ai bằng mình. Ví như sư tử không sợ quần bầy, Đại Bồ Tát cũng là như vậy, có các đại chúng muốn đến giảng luận, Bồ Tát không sợ vấn nạn, tâm cũng không cao thấp. Ví như sư tử tâm không khiếp nhược, khi lâm trận tranh giành, lòng không thoái chuyển, thẳng tiến không lùi, Bồ Tát cũng là như thế. Như khi sư tử gầm lên thì chim rơi, thú núp, cá, dao, rùa, bà ba, thuộc thị tánh đều ẩn trốn dưới đáy nước. Người xuất vật đều kinh sợ, Bồ Tát cũng vậy. Hành pháp vô ngã phan lừng như sư tử gầm, làm cho hết thảy đám giả can ngoại đạo, kẻ chấp trước nơi ngã kiến, trong mười phương đều kinh sợ bỏ chạy. Đây không phải là Bồ Tát muốn làm cho những chúng sinh đó sinh kinh sợ, chỉ vì nhằm chức trừ tâm ngã kiến của họ. Ngoài ra cũng vì hóa độ các chúng sinh có tính tâm. Như sư tử chúa dũng mạnh vô ý, như khắp bốn phương tâm không khiếp nhược, Đại Bồ Tát cũng là như vậy, các hạnh thuần tịnh trí tuệ tam muội thường quan sát rõ. Vì như sư tử thích trốn rừng già,
Đại Bồ Tát cũng là như vậy, thường vô sống một mình nơi thanh vắng, lìa xa chỗ náo nhiệt. Lãnh như sư tử thích ở hang núi, Bồ Tát cũng vậy, thích chốn hang sâu thiền định tam muội. Với như sư tử không bị điều gì trói buộc, Đại Bồ Tát cũng lại như vậy, đã hoàn toàn lìa xa gánh nặng kết sở, hành hạnh không đắm nhiễm. Ví như sư tử không bè nhóm, có khả năng quật ngã, quần bày, Đại Bồ Tát cũng là như vậy, ngồi một mình ở đạo tràng hàng phục chúng ma. Thiện nam, giống như sư tử sống gần lạc mạc, làm cho hưu hoảng, không dám phá hoại các loài hoa màu xanh non, Bồ Tát cũng vậy, sống bất cứ nơi đâu cũng làm cho chúng ma, tất cả ngoại đạo không dám phá hoại chánh pháp. Thiện nam đúng 10 việc này gọi là Bồ Tát giống như sư tử. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là khéo, giỏi, điều phục, những gì là 10? Đó là 1. Tâm Bồ Đề vững chắc. 2. Hoàn bị sự giác ngộ. 3. Thủ hộ các căn. 4. Hướng về chánh đạo. 5. Khéo gìn giữ chánh pháp. 6. Vì chúng sinh nên không khước từ lao khổ. 7. Sống đời chánh mạng. 8. Hay trừ những lời nói hư vọng vô nịnh. 9. Trừ sạch huyễn hoặc. 10. Tâm thường ngay thẳng. Thiện nam đầy đủ 10 pháp này gọi là Bồ Tát khéo điều phục. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là khéo hành hóa. Đó là 1. Tuy hành thiền định nhân thường tu sướng không, tu tướng không. 2. Tuy tướng sạch phiền não chướng mà vẫn thường tu đạo. 3. Tuy hay thuận theo pháp Phật mà không có chống trái. 4. Quán các pháp bình đẳng. 5. Thông hiểu pháp giới. 6. Tâm thường tự khiêm cung như chiên đà la. 7. Hay trừ tâm cao ngạo, kiêu mạn chấp ngã. 8. Thấy biết các pháp chắc chắn không còn nghi hối, khéo quan sát các pháp được tướng quyết định. 9. Nhảy vào chánh đạo, không theo lời dạy của người khác và hướng đến giác ngộ. 10. Ruộng phước của thế gian. Thiện nam đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát khéo hành hóa. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp giống như hoa sen, những gì là 10? Đó là 1. Thể tánh thanh tịnh. 2. Không bị dính nước. 3. Không nhiễm chút nhơ. 4. Đầy đủ giới hương. 5. Tu hành thanh tịnh. 6. Sắc diện tối vui. 7. Mềm mại không cứng. 8. Ai thấy cũng được an lành. 9. Tâm ý thuần thục. 10. Sinh đã có tưởng. Thế nào là không nhiễm vướng? Như hoa sen sinh trong bùn, nước bùn mà không nhiễm bùn. Bồ Tát tuy sinh trong thế gian nhưng không bị pháp thế gian trói buộc. Vì sao? Vì Bồ Tát đã đạt được trí tuệ phương tiện. Như hoa sen, nước không thể làm thấm nhiễm. Bồ Tát cũng vậy, không bị chút câu ế làm đắm nhiễm. Như hoa sen sinh mùi hương tỏa ngát xung quanh, Bồ Tát cũng vậy, rồi bất cứ nơi đâu, hương giới hương cũng đầy đủ. Vì như hoa sen sẽ bất cứ nơi đâu, thể tánh cũng vẫn thanh tịnh, được các hàng bà la môn sát lợi dân chúng nơi các thành ấp làng mạc xương tán. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, giới hạnh tinh khiết được các chúng trời người Atula, Giả Sơ Cà Thác Bà, Kalola, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Già, nhân và phi nhân, xưng tán từ được chư Phật hộ niệm. Như hoa sen nở, mọi điều người đều vui thích. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, sắc diện luôn tươi vui, các căn thanh tịnh, ai nấy cũng mến mộ. Với như hoa sen mềm mại không cứng, Bồ Tát cũng thế, thể tánh nhu hòa dịu dàng, nói lời không thô lỗ. Với nhau hoa sen từ được biểu trưng cho tướng tốt, cho đến trong mộng thấy hoa sen cũng gọi là tốt. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, tốt lành trên mọi phương diện, hoàn toàn quyết định chứng được nhất thiết trí, do nghĩa ấy nên gọi là tất cả đều tốt. Những lúc hoa sen chưa nở thì không gọi là đầy đủ, khi hoa sen đã nở mới gọi là thanh tịnh đầy đủ. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, tuệ giác buông nở thì gọi là Phật. Như hoa sen nở, ai thấy cũng hết sức thích thú, chạm vào mềm mại, mùi hương tràn ngập, tâm ý vui vẻ an lạc. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, trí tuệ thuần thục, từ ánh sáng của trí tuệ làm cho khi thấy mắt được thanh tịnh, khi nghe tai được thanh tịnh, hương chói lan xa, mũi được thanh tịnh, thân tiếp xúc cúng dường, thân được thanh tịnh, tôi dây về công đức ý được thanh tịnh. Khi hoa sen sinh, sinh đã có tưởng. Nếu khi Bồ Tát xuất hiện thì chư Phật, Bồ Tát và Tứ Thiên Vương cũng đều gìn giữ hộ trì, sinh đã có tưởng. Thiện nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát giống như hoa sen.
Nay thì Nam Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là tấm thủ thắng lớn lao, những gì là 10? Đó là một Bồ Tát đầy đủ các ba la mật đó gọi là tâm thủ thắng lớn lao. Hai, Bồ Tát đầy đủ hết các pháp Phật nó gọi là tâm thủ thắng lớn lao. Ba, Bồ Tát hóa độ tất cả chúng sinh nó gọi là tâm thủ thắng lớn lao. Bốn, nơi cội Bồ Đề, Bồ Tát chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác nên gọi là tâm thủ thắng lớn lao. Năm, Bồ Tát mới thành chánh giác liền chuyển pháp luân, sa môn, bà la môn, trời người, ma phạm chẳng thể chuyển, ngoài thế gian cũng không ai có thể chuyển. Vì Bồ Tát đang chuyển nên gọi là tâm thù thắng lớn lao. Sáu, vì muốn làm lợi ích cho chúng sinh nên Bồ Tát không chỉ ở thế giới này mà còn ở vô lượng vô biên thế giới khác, cũng đem chánh pháp thâu diệu chúng sinh cho nên gọi là tâm thù thắng lớn lao. Bảy, Bồ Tát dùng thuyền trí tuệ vì nhằm cứu độ chúng sinh đang đối chuyển trong biển lớn sinh tử cho nên gọi là tâm thù thắng lớn lao. 8. Chúng sinh không có nhà cửa, không có chủ, không nơi nương tựa, không ai cứu giúp. Vì thế Bồ Tát thân cận, gần gũi, làm chỗ nương tựa cho chúng sinh. Do vậy gọi là tâm thù thắng lớn lao. 9. Vì muốn thể hiện oai đức của Như Lai nên Bồ Tát gầm tiếng gầm sư tử như Phật. Bồ Tát hiện bày thần thông diệu dụng như Phật. Bồ Tát muốn hiện tướng oai nghi của pha quý, nhìn thẳng không ngoái lướt lui. Muốn vượt hơn trời, người, ma phạm, sa môn, bà la môn, Atula, cùng hết thảy chúng sinh không ai sánh bằng Bồ Tát nên gọi là tâm thù thắng lớn lao. 10. Phật với oai đức lớn đã hóa độ chúng sinh, Bồ Tát muốn làm được như Ngài thì chẳng hành hạnh phàm tiểu, chẳng hành hạnh thô xấu, chẳng hành hạnh chướng nạn, chẳng hành hạnh thấp kém nên gọi là tâm thù thắng lớn lao. Thì Nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát đạt tâm lớn lao tối thắng. Này thì Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là tâm thanh tịnh. Đó là một, thể tánh đầy đủ, thể tánh không động, thể tánh chất trực. Hai, tướng không hư ngụy. Ba, trừ các hành ác. Bốn, không phát tâm thanh văn, không phát tâm bích chi Phật. Năm, không vì trần có cách sự của mình mà tu tập các công đức. Sáu, ân nhỏ còn nhớ đền đáp, huống nữa là ân lớn. Thi ân cho người không cần đền đáp, không cầu đền đáp, không ỷ thị. 7. Ngôn hạnh tương ưng, trọn không sai lầm. 8. Không che giấu lỗi mình, cũng không che bai lỗi người khác. 9. Trọn đời, Bồ Tát không bao giờ bên ngoài nói lời mềm mỏng, mà trong lòng ôn thù hận, cũng không nhân nhó, hiện sức sân hận, hành sự thô bạo khi chúng sinh đau khổ. 10. Tự tâm không tranh cãi, cũng không khiến cho người khác khởi lên sự tranh cãi, không nói hai lưỡi khởi tranh chấp phá hoại, não loạn người khác. Thân thường cung kính nói lời chân thật, ngôn hạnh tương xứng đều tạo nghiệp thiện đối với pháp Như Lai, không nói lời hủy bán, phát tâm bồ đề, cả bỏ râu tóc, mặc pháp phục, được xuất gia ở trong giáo pháp của Phật, chẳng vì sợ vua mà xuất gia, chẳng vì sợ vương thần mà xuất gia, chẳng vì làm đạo tặc mà xuất gia, chẳng vì trốn nợ mà xuất gia, chẳng vì lo sợ mà xuất gia, chẳng vì tài mạng mà xuất gia, chẳng vì tính tâm nên xuất gia. Được xuất gia rồi luôn cầu pháp thiện, thân cận thiện hữu, tùy thuận bản lành, cứ nhận pháp lành của bậc thiện trí thức, thiện dạy bảo, nghe pháp tu hành, tôi không kiêu mạn, trọn không điên đảo, chấp giữ theo pháp hư vọng, từ bỏ điên đảo thì nhập vào chánh đạo, nhập vào chánh đạo rồi liền được chánh kiến, được chánh kiến rồi thì hành trình chứng ngộ đạo quả bồ đề vô thượng không còn xa. Thì Nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát đạt tâm thanh tịnh. Này thì Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là tinh sâu không nghi. Đó là một, tinh sâu vi mật của Như Lai. Hai, tinh khẩu vi mật của Như Lai. Ba, tinh ý vi mật của Như Lai. Bốn, tinh vào niệm hành hóa của chư Bồ Tát. Năm, tinh pháp Bồ Tát. Sáu, tinh vào chư Phật, theo đó tu tập khiến được đầy đủ trọn vẹn. Bảy, tinh chư Phật ra đời. Tám, tinh pháp nhất thừa của chư Phật. Chín, tinh chư Phật với âm thanh sâu xa. 10. Tinh chư Phật tùy theo chúng sinh mà thuyết pháp ứng học. Thế nào là tinh thân vi mật của Như Lai? Đó là tinh pháp thân của Như Lai. Tinh thân Như Lai là tịch diệt. Tinh thân Như Lai là vô lượng, vô đẳng. Tinh thân Như Lai là kiên cố. Tinh thân bất Như Lai là bất hoại. Tinh thân Như Lai như kim cương, sinh từ như thật. Tinh hiệu như vậy không hư dối, cũng không sinh nghi hoặc. Đây gọi là Bồ Tát tinh thân vi mật của Như Lai. Lại tư duy tiếp,
ngay Như Lai có khẩu mật, như thọ ký hiện tại, thọ ký bí mật, thọ ký người chưa phát tâm, thọ ký người mới phát tâm. Tin chư Phật thường dùng bốn thứ y trị để thuyết pháp. Tin chư Phật hiểu biết không sai lầm, tin chư Phật nói lời không sai lầm. Như trước đã nói, tin chư Phật không nói lời hư vọng. Vì sao? Vì chư Phật đã đoạn tận tất cả sai lầm, tiết trừ hết thảy trần cấu, không còn một mảy may nhiệt nẻo, đoạn hết các kết nghiệp, tự tại vô ngại, tâm thường vắng lặng như nước tinh khiết, trong suốt không một chút bận. Nếu nói Như Lai thân khẩu có lỗi lầm, điều này không hề xảy ra, quyết chắc điều ấy là như thật, không hư vọng, không sinh nghi hoặc. Đây gọi là Bồ Tát tinh khẩu phi mật của Như Lai. Bồ Tát lại nhớ nghĩ, nghe Như Lai nói, có ý phi mật, mỗi khi tâm tạo tác đều tùy theo trí tuệ, tâm đó hàng thanh văn duyên giác cùng tất cả Bồ Tát chẳng thể biết được, chỉ trừ khi Như Lai muốn khiến cho người đó biết. Vì sao? Vì trí tuệ của Như Lai rộng lớn, sâu xa như biển, khó dò chẳng thể nghĩ bàn, vượt qua hết thảy mọi hiểu biểu hiện của tâm ý, vô lượng vô biên như cõi hư không, vượt qua hết thảy sự hiểu biết của ngoại đạo, chiêm tinh, xem tướng, chú thuật. Tâm của Như Lai thường như thật, không có hư vọng. Lại nghe các Bồ Tát và chúng sinh tạo dựng sự nghiệp không hề chán mệt, không sinh kinh sợ, ý chí kiên cường, gánh vác việc lớn, ấp ủ hoài bão lớn, muốn thành tựu đầy đủ các ba la mật, hết thảy pháp Phật lớn dần viên mãn. Tâm của Bồ Tát vô ngại, không ai sánh bằng, tinh tấn kiên cố, trang nghiêm kiên cố, trí tuệ kiên cố, tự nguyện kiên cố, tự nguyện bất động, tự nguyện không ai bằng. Vì sao? Vì tương ứng, vì ân tướng giới đạo quả Bồ Đề ngày càng tăng trưởng rộng lớn, cho đến khi viên mãn. Biết điều này đúng như thật, không có hư vọng, tâm không thấy nghi hoặc. Thế nào là tu tập chắc, tin chắc không nghi? Bồ Tát suy nghĩ từ lúc mới phát tâm cho đến khi ngồi nơi đạo tràng, được trí biết khắp tất cả pháp, rõ ràng cùng tổ không có ý chướng ngại. Để thế nhĩ, thế nhãn, tha tâm, túc mạng, như ý, túc trí, lậu tận trí, trong một sát na biết cả ba đời. Dùng trí như vậy quan sát thế giới chúng sinh, thấy chúng sinh thân nghiệp bất thiện, khẩu nghiệp bất thiện, ý nghiệp bất thiện, vì bén hiền thánh, khởi đại tà kiến. Bồ Tát biết rõ những người tạo nghiệp là nhân duyên của tà kiến như vậy, khi thân hoại mạng chung sẽ bị đọa vào địa ngục lớn. Cũng quá như vậy, Bồ Tát thấy chúng sinh thân nghiệp tu thiện, khẩu nghiệp tu thiện, ý nghiệp tu thiện, không phải bán hiền thánh thành tựu chánh kiến, vì nhân duyên ấy nên thân hoại mạng chung được sinh về cõi trời. Bồ Tát quan sát thấy các chúng sinh thiện ác sai biệt như vậy, liền nhớ nghĩ, khi xưa ta tu đạo Bồ Tát phát đại tạ nguyện, nếu bản thân ta được giác ngộ thì cũng khiến cho kẻ khác được giác ngộ như vậy. Ta tạ nguyện đầy đủ, ngôn hạnh chân thật, không có hư vọng. Đối với những điều này, Bồ Tát không có nghi hoặc. Nghe Như Lai chỉ có một thừa, việc này chân thật, không điên đảo, không hư vọng. Vì sao? Vì ví như vô số cồn cát nhỏ trong cõi diêm phù đề, như cồn cát nhỏ này đều nước vào cõi diêm phù đề mà tồn tại, nó cũng đồng một tên là diêm phù đề. Nhất thừa của Như Lai cũng là như vậy, hết thảy các thừa đều xuất ra từ đại thừa, do vậy nhất thừa gọi là Như Lai đại thừa. Đối với điều này, Bồ Tát biết rõ, không nghi hoặc, tin sâu vào Như Lai thừa. Bồ Tát cũng từng nghe Đức Như Lai thuyết pháp cho tất cả mọi tầng lớp, kinh điển nhiều, đủ loại, chân thật không hư dối. Vì sao? Vì Đức Như Lai tùy theo chúng sinh mà hóa độ, tùy theo câu hỏi pháp của chúng sinh mà trả lời cho họ. Nếu đối với sự việc này, Bồ Tát biết rõ như thật, tin thọ không nghi. Bồ Tát từng nghe âm thanh vi diệu sâu xa của chư Phật, việc này chân thật, lòng tin chắc chắn không nghi hoặc. Vì sao? Vì chư thiên tu ít phước mà còn được âm thanh thanh thoát vi diệu, huống nữa là Đức Như Lai đầy đủ vô lượng trăm ngàn vạn ức công đức. Do vậy Bồ Tát tin sâu điều này, không sinh nghi hoặc. Đây gọi là Bồ Tát tin vào âm thanh sâu xa của Đức Như Lai. Lại tin Như Lai thuyết pháp chỉ dùng một thứ tiếng có khả năng trừ hết mọi nghi hoặc. Tùy theo từng loại tâm tính khác nhau, các chúng sinh này đều nghĩ Đức Thế Tôn chỉ giảng nói riêng cho một mình ta, hoặc dùng một thứ tiếng diễn thuyết các pháp. Các chúng sinh tuy mỗi loại khác nhau nhưng tất cả đều được tinh hiểu, chẳng tác tưởng cũng chẳng không tác tưởng, biết rõ như thật, không có hư vọng. Đối với điều này, Bồ Tát không sinh nghi hoặc. Thì nam đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát tinh sâu, không nghi hoặc.
Này thì Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp giống như biển lớn, những gì là 10? Đó là 1. Kho chứa châu báu lớn. 2. Sâu xa khó dò. 3. Rộng lớn vô lượng. 4. Càng ra càng sâu. 5. Không ở chung một chỗ với phiền não. 6. Mọi tướng tịch diệt. 7. Chỗ nạp tất cả các sông đua nhau đổ về. 8. Nước thủy triều lên đúng giờ không sai. 9. Hay vì thánh nhân làm nơi nương tựa. 10. Không bao giờ khô cạn cùng tận. Thế nào là Bồ Tát như kho chứa châu báu lớn? Cũng như đại dương, hết thảy châu báu đều có trong đó. Người cõi Diêm Phù Đề đều đến đó lấy của báu, nhưng không thể làm cho kho báu giảm cạn. Bồ Tát cũng vậy, giống như kho báu. Vô lượng chúng sinh đều đem tính tâm tu hạnh Bồ Tát không mà có công đức báu ấy, cũng không có giảm. Đây gọi là Bồ Tát như kho báu lớn. Với như biển cả sâu rộng khó dò, biển pháp trí tuệ của Bồ Tát cũng là như vậy. Hết thảy chúng ma và các ngoại đạo không thể lường xét được. Đây gọi là Bồ Tát sâu rộng khó dò. Ví như biển cả rộng lớn vô biên, Bồ Tát cũng vậy. Công đức trí tuệ rộng lớn vô biên, đây gọi là Bồ Tát giống như biển cả sâu rộng vô biên. Ví như biển lớn càng lội ra càng sâu, Đại Bồ Tát thành tựu nhất thiết trí ngày càng sắc bén. Đây gọi là Bồ Tát giống như biển lớn từ cạn đến sâu. Với như biển cả không chứa thay chết, vì sao? Vì pháp của biển là như vậy, biện pháp của Bồ Tát cũng là như vậy, không dung chứa những tự thi phiền não, lậu hoặc, cơ sở và tri thức ác. Vì sao? Vì pháp của Bồ Tát là như vậy. Với như biển cả, tất cả các dòng chảy ở trong đó đều đồng một vị. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, hết thảy công đức của vô lượng, nghiệp thiện, bạch tịnh, vào biển chủng trí đều đồng một vị bình đẳng không sai biệt. Với như biển cả có thể dung chứa trăm ngàn dòng sông, nhưng biển lớn lại không tăng không giảm. Bồ Tát cũng vậy, khi nhận hết thảy pháp Phật về chúng sinh phân biệt giải nó cũng không tăng không giảm. Đây gọi là Bồ Tát giống như biển cả không tăng không giảm. Như biển cả nước lên xuống đúng thời, Bồ Tát cũng là như vậy. Những chúng sinh cần được thành thục, Bồ Tát làm cho thành thục đúng thời, không quá hạn. Do như biển cả là nơi hết thảy chúng sinh thân lớn nương vào sinh sống, Đại Bồ Tát cũng là như vậy. Với tâm niệm rộng lớn làm nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh, đây gọi là Bồ Tát giống như biển lớn làm nơi nương tựa. Với như biển cả không có cùng tận, Đại Bồ Tát cũng vậy, cũng là như vậy. Vì tất cả chúng sinh mà thuyết pháp cũng không cùng tận. Thì Nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát giống như biển cả. Này thì Nam, Bồ Tát là có 10 pháp gọi là trí vi tế. Đó là 1. Thông hiểu sự xuất yếu. 2. Thông hiểu pháp xuất yếu. 3. Thông hiểu tất cả pháp xuất yếu bình đẳng đồng một tướng. 4. Thông hiểu tất cả pháp như chuyển hóa. 5. Thông hiểu tất cả pháp tướng. 6. Thông hiểu sâu xa 12 nhân duyên. 7. Thông hiểu các nghiệp không thể nghĩ bàn. 8. Thông hiểu nghĩa tất cả pháp. 9. Thông hiểu nghĩa về nghĩa như thật. 10. Thông hiểu trí như thật. Thì Nam, thế nào gọi là Bồ Tát thông hiểu pháp xuất yếu? Bồ Tát dùng trí tuệ quan sát thấy tất cả chúng sinh bị lửa tham sân thiêu đốt hừng hực, ngu si làm mê tối. Bồ Tát suy nghĩ làm thế nào để chúng sinh vượt thoát khỏi. Bồ Tát quán tất cả pháp bình đẳng đồng một tướng, biết tất cả pháp như huyễn mộng, biết tất cả pháp một cách như thật, có khả năng vượt qua nhân duyên sâu xa, biết nghiệp không thể nghĩ bàn, biết hết thảy các pháp đều vô tướng, biết tất cả các loại nghiệp, biết khiên khởi và các tướng nơi nghiệp. Do trí tuệ vi tế như vậy nên Bồ Tát thấu rõ nghĩa các pháp của chư Phật giảng nói. Do hiểu nghĩa nên thấy được chân thật, do thấy chân thật nên liền có khả năng độ tất chúng sinh khỏi biển sinh tử. Này thì Nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát có trí tuệ vi tế. Này thì Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp được tùy thuận biện tài ứng hợp. Phật giảng nói như vậy. 1. Tất cả các pháp không ngã. 2. Các chúng sinh không chúng sinh. 3. Không thọ mạng. 4. Không nhân. 5. Không tác giả. 6. Không trí giả. 7. Không kiến giả. Tướng của các pháp là như vậy. 8. Tất cả pháp là không. 9. Tất cả pháp là hư vọng khi dối vô chủ. 10. Tất cả pháp là tướng hư vọng không thật, đều từ nhân duyên hợp khởi.
Thì Nam đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát tùy thuận biện tài ứng hợp. Này thì Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là biện tài về ngôn từ, đó là một luận đàm thông suốt, hai dầu vốn từ ngữ, ba ngôn từ dịu dàng, bốn vui vẻ hoan hỷ, năm không sợ đám đông, sáu lời nói không thấp kém, bảy lời nói không lo sợ, tám lời nói không ai sánh bằng, chín dạ nói không bị người khác ghét bỏ, 10 dạ nói tuy nhiều nhưng không lìa nghĩa, bốn thứ ý chỉ. Thì Nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát đầy đủ biện tài về ngôn từ. Này thì Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là đạt biện tài thanh tịnh. Đó là lời nói luôn lưu loát. Hai lời nói thẳng, không kinh sợ. Ba lời nói không thấp kém. Bốn lời nói không thô cao. Năm, nghĩa không nông cạn. Sáu, ngôn từ không khiếm khuyết. Bảy, âm thanh trong trẻo. Tám, giọng nói luôn đầy đủ thuyết phục. Chín, nói đúng thời không sai lầm. 10, biện tài không thô bạo. Thế nào là Bồ Tát biện tài luôn lưu loát? Vì Bồ Tát không hề sợ oai đức nơi đại chúng nên biện tài luôn lưu loát. Thế nào là Bồ Tát biện tài không kinh sợ? Vì bản tánh ngay tạng nên Bồ Tát không sợ sệt. Thế nào là Bồ Tát biện tài không thấp kém? Vì Bồ Tát ở nơi đại chúng giống như sư tử không sợ chướng nạn. Thế nào là Bồ Tát biện tài không thô lậu cao ngạo? Vì Bồ Tát đã dứt trừ sạch hết cơ sở. Này thì Nam, nếu Bồ Tát còn phiền não thì chắc chắn lời nói thô lậu cao ngạo. Thế nào là Bồ Tát hiểu nghĩa không nông cạn? Vì Bồ Tát thông đạt pháp, thấu rõ được nghĩa lý sâu xa của pháp. Thế nào gọi là Bồ Tát biện tài luôn đầy đủ thuyết phục? Vì Bồ Tát thông hiểu các sự luận lý. Nếu Bồ Tát hiểu biết sự luận lý một cách hời hợt thì biện tài sẽ thiếu sót không thuyết phục. Thế nào là Bồ Tát tiếng nói không khiếm khuyết? Vì Bồ Tát hiểu được tất cả các thứ âm thanh, sao gọi là Bồ Tát biết thời mới nói? Vì khi Bồ Tát giả nói là thích hợp với thời gian trước mà không ảnh hưởng tới thời điểm sau, hoặc thích hợp thời điểm sau mà không ảnh hưởng tới thời điểm trước. Vì sao? Vì Bồ Tát luôn khéo biết thời. Thế nào gọi là Bồ Tát biện tài không thô bạo? Khi Bồ Tát không an vui thì không giả nói. Vì sao? Vì tất cả lời nói thô bạo đều do các cơ sở tích có tập. Do vậy, đoạn dứt lời nói thô ác thì lời nói được nhu hòa, dịu dàng. Đại Bồ Tát biện tài được thông suốt, vì sao? Vì các căn của Bồ Tát đều đã thông lợi. Này thì Nam, nếu các căn ám độn thì chẳng thể biện tài thông suốt được. Lợi căn thì không như vậy. Thì Nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát đạt biện tài thanh tịnh. Này thì Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là lạc thuyết biện tài. Đó là một ái ngữ, hai lời nói không câu có, ba lời nói đúng nghĩa, bốn lời nói đúng pháp, năm lời nói bình đẳng, sáu lời nói không tự cao, bảy lời nói không khinh người, tám nói không nhiễm chấp, chín nói không gây xúc não. 10 biện tài đủ loại, thì Nam Bồ Tát nói là êm dịu làm cho chúng sinh tâm sinh hỷ lạc, sắc diện vui tươi an ổn. Bồ Tát biện tài đúng nghĩa lý, hay dùng lời nói tươi đẹp làm cho chúng sinh an vui. Bồ Tát dạy bảo phép tắc tạo lợi ích. Bồ Tát biện tài bình đẳng, thường đem tâm bình đẳng vì chúng sinh thuyết pháp làm cho tất cả đều được hỷ lạc. Bồ Tát thuyết pháp lòng không tự cao, từ bỏ tâm kiêu mạn tự thị. Bồ Tát đồng sự thuyết pháp ân cần làm vui lòng chúng sinh. Bồ Tát thuyết pháp tâm luôn chuyên nhất không khinh người khác. Bồ Tát thuyết pháp lòng trong sạch, giữ gìn giới tịnh nên chúng sinh vui thích. Bồ Tát thuyết pháp không gây xúc não, dùng sức nhẫn nhục nên chúng sinh an vui. Bồ Tát thuyết pháp đủ loại ngôn từ, hay dùng lời nói an lành làm vui lòng chúng sinh. Này thì Nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát đạt lạc thuyết biện tài. Này thì Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là thuyết pháp thích hợp khi chúng sinh tinh thọ. Đó là một, thuyết pháp cho người có khả năng làm bậc pháp khí. Hai, thuyết pháp xứng hợp căn tánh của người đó. Ba, không thuyết pháp cho người châm biếm quả mắng. Bốn, không thuyết pháp cho ngoại đạo dị kiến. Năm, không thuyết pháp cho người tâm kiêu mạn không thành thật. Sáu, không thuyết pháp cho người không có tín tâm. Bảy, không thuyết pháp cho kẻ vô nịnh chối trá. Tám, không thuyết pháp cho người tham cầu mạng sống. Chín, không thuyết pháp cho người cầu lợi dưỡng, tham lam keo kiệt ganh ghét. 10. Không thuyết pháp cho người điên cuồng hú si câm điếc. Thì Nam, vì nhân duyên gì Bồ Tát không keo kiệt đối với chánh pháp? Vì chính bản thân Bồ Tát đã được pháp rồi, muốn cho chúng sinh còn được tinh hiểu
không làm người thầy giỏi mà dấu cất không giảng nói. Trọn đời không bao giờ Bồ Tát đối với chúng sinh mà không khởi tâm thương xót, nhưng đối với chúng sinh không thể làm bậc pháp khí thì Bồ Tát đành nhập tâm xã. Bồ Tát trừ cái chướng bạch Phật, bạch Thế Tôn, những chúng sinh như vậy nếu không giảng nói cho họ thì giảng nói cho ai? Đức Phật đáp, ta nên nói cho người có tính tâm. Người thiện căn thịnh tục có khả năng làm bậc pháp khí thì nên giảng nói cho họ. Đối với chư Phật quá khứ, người đã trồng các căn lành, tâm không tà nịnh, không dối trá, cũng không huyễn hoặc, không giả hiện hoài nghi, không cầu danh lợi. Người thường được tri thức thiện ủng hộ, gìn giữ, người có trí nghe Pháp theo đó, có khả năng tìm hiểu, người các căn lãnh lợi, người nghe Pháp có khả năng hành trì tinh tấn, người có khả năng tùy thuận lời dạy của Phật. Nếu có những thiện nam thiện nữ như vậy thì chư Phật và Bồ Tát sẽ thuyết pháp cho họ. Thiện nam đủ 10 việc ấy gọi là Bồ Tát có khả năng thuyết pháp giỏi, làm cho chúng sinh tinh thọ. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là bậc thầy thuyết pháp. Đó là 1. Tu tập pháp Phật. 2. Có khả năng thuyết pháp nhưng không thể có pháp để tu tập. 3. Cũng không thể có pháp để đoạn trừ kết xử mà thuyết pháp, cũng không thấy có kết xử bị đoạn, cũng không thấy có pháp chán ác, cũng chẳng thủ đắc tướng đắc lìa dục, cũng chẳng thủ đắc tướng tịch diệt. 4. Đắc quả Tu Đà Hoàng mà thuyết pháp, không thấy có tướng Tu Đà Hoàng. 5. Đắc quả Tư Đà Hàm mà thuyết pháp, không thấy có tướng Tư Đà Hàm. 6. Đắc quả A Na Hàm mà thuyết pháp, không thấy có tướng A Na Hàm. 7. Đắc quả A La Hán mà thuyết pháp, không thấy có tướng A La Hán. 8. Đắc quả Bích Chi Phật mà thuyết pháp, không thấy có tướng Bích Chi Phật. 9. Đoạn trừ chấp trước nơi ngã mà thuyết pháp, cũng không thấy ngã, không thấy chấp trước. 10. Thấy quả báo của nghiệp và mà thuyết pháp, cũng không thấy tướng nơi quả báo của nghiệp. Vì sao? Bồ Tát quán tất cả các pháp đều giả danh nên hoàn toàn không nương vào pháp. Và vì trong danh không pháp, trong pháp không danh, nhưng vì thế tục mà Bồ Tát giả bày danh tự để giảng trải, lưu hành ở thế gian. Vì thế đế mà có giả danh, còn với đệ nhất nghĩa đế thì hoàn toàn là không, đều là hư vọng, dối hoặc phàm phu. Thiện nam đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát làm bậc thầy thuyết pháp. Này thiện nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là đạt pháp kiên cố. Đó là 1. Đại Bồ Tát tuy quan sát một cách chân thật, nhưng không hủy hoại tướng của sắc. 2. Quán thọ tưởng hành thức một cách chân thật, nhưng không hủy hoại tướng của thọ tưởng hành thức. 3. Bồ Tát tuy quán dục giới một cách chân thật, nhưng không hủy hoại tướng của dục giới. 4. Tuy quán sắc giới một cách chân thật, nhưng không hủy hoại tướng của sắc giới. 5. Tuy quán vô sắc giới một cách chân thật, nhưng không hủy hoại tướng của vô sắc giới. 6. Tuy quán các pháp một cách chân thật, nhưng không hủy hoại tướng của các pháp. 7. Tuy quán các pháp một cách chân thật, nhưng không hủy hoại giả danh nơi chúng sinh. 8. Tuy quán các pháp là rỗng lặng, nhưng hoàn toàn không rơi vào đoạn kiến. 9. Tuy quán các pháp một cách chân thật, nhưng không hủy hoại chánh đạo. 10. Bồ Tát dùng trí tuệ phương tiện thiện xảo, thông hiểu pháp có không, mà không chấp giữ nơi tướng. Thì nam đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát đạt pháp kiên cố. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp hiểu thông pháp giới. Đó là 1. Có trí tuệ. 2. Nương vào trí thức thiện. 3. Chuyên cần tinh tấn. 4. Xa lìa mọi ấm cái. 5. Thanh tịnh. 6. Cung kính. 7. Hằng tập không quán. 8. Trừ các kiến chấp. 9. Hướng về chánh đạo. 10. Thể biết chân thật. Thì nam, Bồ Tát có trí tuệ đến gần gũi trí thức thiện. Thấy tri thức thiện, Bồ Tát sinh tâm ái kính vui vẻ. Đối với tri thức thiện, Bồ Tát sinh tưởng như Thế Tôn. Đương vào tri thức thiện mà sống, nhờ tri thức thiện Bồ Tát chuyên cần tinh tấn. Nhờ tri thức thiện Bồ Tát có khả năng trừ sạch tất cả các pháp ác. Bồ Tát tuy đầy đủ hết pháp, hết thảy pháp thiện, nhưng vẫn chuyên cần tinh tấn không biến trễ. Bồ Tát trừ diệt những thứ ngăn che gây chướng ngại thì chúng không còn, nhưng vẫn chuyên cầu tu đạo, được thân khẩu ý thanh tịnh, trừ các tập ác. Do được thanh tịnh nên hay cung kính cúng dường, do cung kính cúng dường nên được quán không, do tu quán không nên trừ được các giả danh, trừ các giả danh nên hay hướng về chánh đạo, hướng về chánh đạo nên thấy biết chân thật. Bồ Tát trừ các chướng bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thấy biết chân thật? Đức Phật đáp,
Thấy biết không sai lầm gọi là thấy biết chân thật. Bồ Tát trừ cả chướng bạch Phật. Kinh bạch Thế Tôn, thế nào gọi là chân thật? Đức Phật đáp: Pháp không hư vọng gọi là chân thật. Bồ Tát trừ cả chướng bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là không hư vọng? Đức Phật đáp: Như thật, chẳng phải là không như thật, gọi là không hư vọng. Bồ Tát trừ cả chướng bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, thế nào gọi là như thật? Đức Phật đáp: Pháp này chỉ có tâm mới biết, khó dùng miệng nói, văn tự chẳng thể diễn bày giải thích. Bồ Tát trừ cả chướng bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, thế nào là pháp tướng lìa văn tự? Đức Phật đáp: Một, cắt đứt con đường ngôn ngữ. Hai, vượt qua hết thảy ý niệm nơi các nẻo hành hóa của tâm. Ba, xa lìa các hỷ luận. Bốn, không tạo tác. Năm, cũng không đây kia. Sáu, chẳng thể trù lượng tính toán mà có thể nói kịp. Bảy, cũng chẳng có tướng mạo. Tám, vượt qua mọi sự thấy biết của phàm phu. Chín, vượt qua cảnh giới của ma. Vượt qua hết thảy xứ sở của cách sở. Vượt qua tất cả mọi biểu thị của tâm thức. 10. Không trụ nơi xứ sở tịch diệt của hiền thánh, nhưng các hiền thánh tự chân biết. Thì Nam, đúng 10 việc này gọi là rốt ráo như thật, là chỗ nêu bày của nhất thiết trí, là cảnh giới bất nhị, cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát trừ ca chứng bạch Phật. Kinh bạch Thế Tôn, tướng như thật này làm sao chứng được, làm sao thấy được? Phật dạy này thì Nam, chỉ có trí xuất thế gian mới có thể chứng, mới có thể kiến, tự đạt được pháp ấy. Bồ Tát trừ cái chướng lại bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, thể tánh của pháp ấy tuyệt đối thanh tịnh, chẳng phải là pháp nhiễm ô, là pháp trong lặng tịch tĩnh, là pháp vi diệu tối thắng, thường trụ bất động, chẳng phải pháp hư hoại, có Phật hay không có Phật, pháp tánh vẫn thường như vậy. Đại Bồ Tát tinh tấn tu hành, hạnh khó hạnh khổ, trải qua trăm ngàn vạn ức hạnh khó hạnh khổ, mới đạt được pháp này an lập cho chúng sinh. Bồ Tát trừ cả chướng là bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, như dùng văn tuệ nghe tên gọi ấy, dùng tư tuệ tư duy vấn đề ấy, thì tự thân có thể chứng đắc pháp ấy không? Phật đáp: Này thì Nam, không thể được. Vì sao? Vì chỉ có dùng trí tuệ quán pháp một cách như thật, tự tâm có thể chứng đắc. Bồ Tát trừ cả chướng bạch Phật. Bạch Thế Tôn, không từ văn tuệ nghe, không từ tư tuệ tư duy vấn đề này, tự thân có thể chứng đắc không? Phật đáp: Này thì Nam, chẳng thể được. Không thể dùng văn tuệ tư tuệ mà tự thân có thể chứng đắc. Này thì Nam, nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ nói thí dụ. Này thì Nam, với như vào cuối mùa xuân, khí trời nóng bức, giữa vùng đất hoang rộng lớn, có người từ hướng đông đi về hướng tây, và có người từ hướng tây đi về hướng đông. Người đi từ hướng tây bị nóng bức bách, nói với người kia: Tối nay bị nắng thiêu đốt, cổ khô khát nước, anh chị giúp cho, gần đây nơi nào có ao nước trong mát có thể uống được. Người đến từ phương đông biết rõ đường đi, biết rõ ngõ ngách dẫn tới chỗ có nước, liền đáp: Giữa đường có ao nước ngọt trong mát, không bị mặn, người không khó uống. Ở đó tôi đã tắm rửa uống no mới đến được nơi đây. Này anh bạn, anh muốn tới chỗ đó, đường có rất nhiều ngã, từ đây đi không bao xa liền gặp hai con đường, một đường là rẽ trái, một đường là rẽ phải. Anh nên đi con đường bên phải, mà con đường bên trái. Đi tiếp không lâu, anh sẽ thấy khu rừng có cây tươi tốt mát mẻ. Trong khu rừng này có nhiều ao suối xinh đẹp, nước chảy mát ngọt, có thể tắm rửa uống hết cơn khát. Phật bảo: Này thì Nam, người khát nước kia nghe nói đến nước liền tư duy, vậy người ấy có được hết khát không? Bồ Tát trừ cả chướng bạch Phật: Không thể được. Bạch Thế Tôn, tôi được nghe nói đến nước mát ngọt, nhưng người đó thân chưa chứng biết. Phật bảo: Này thì Nam, đây cũng như vậy, chẳng thể dùng văn tự tư tuệ có thể chứng biết tướng thật của pháp. Đồng trống rộng lớn là dụ cho cõi sinh tử, người khát nước là dụ cho phàm phu bị vô số phiền não nó bức trói buộc nên sinh khát ái. Người thành thạo đường đi là dụ cho Bồ Tát biết rõ con đường đi tới nhất thiết trí. Người uống nước được nước là dụ cho việc đạt được pháp vị. Tắm rửa mát mẻ là dụ cho thân chứng.
Nước lắng trong mát không bị mặn là dù cho pháp chân thật. Này thiện nam, này ông lắng nghe, ta lại nói ví dụ. Giả như Như Lai trụ ở cõi chiếm phù đề, thọ mạng một kiếp, nói về mùi vị tu đà, mùi hương thắng diệu, ngọt thơm thanh khiết, khi ăn cảm thấy dịu lạc, chắc chắn ta đều khen mùi vị của nó không gì sánh bằng. Giả sử có người tuy thấy sắc tướng của nó nhưng chưa ăn thì biết được mùi vị chăng? Bồ Tát Trừ Cả Chướng bạch Phật: Bạch không, bạch Thế Tôn, Phật bảo này Bồ Thị Nam, nay ta vì ông lại nói thí dụ. Ví như có người đã từng ăn quả ngọt mùi vị thơm phức, đối với người đối trước người bạn chưa ăn quả ấy, người đó khen ngợi quả này đầy đủ sắc hương vị. Khi nghe nói về quả ấy, bạn kia biết được sắc hương vị của quả ấy chăng? Bồ Tát Trừ Cả Chướng bạch Phật: Không, bạch Thế Tôn, Phật bảo này thì nam, hàng phàm phu ngu si cũng là như vậy, không dùng tuệ trong văn tư mà cho là có thể chứng biết pháp tướng chân thật. Bồ Tát Trừ Cả Chướng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nói vì con mà ngài nói những thí dụ này. Nếu ai nghe được những thí dụ ấy thì không lâu cũng sẽ đạt được pháp lợi. Vì sao? Vì nếu nghe pháp này thì chắc chứng không thoái chuyển, sẽ đắc quả vị Bồ Đề Vô Thượng. Phật đáp: Đúng như lời ông nói, ai nghe được pháp này chắc chắn chứng không thoái chuyển, sẽ đắc quả vị Bồ Đề Vô Thượng. Thì nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát không thể hiểu pháp giới. Này thì nam, Đại Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là khéo trụ nơi không xứ. Đó là: một, thông hiểu về lực không; 2, thông hiểu về vô ý không; 3, thông hiểu về bất cộng pháp không; 4, thông hiểu về giới tụ không; 5, thông hiểu về định tụ không; 6, thông hiểu về tuệ tụ không; 7, thông hiểu về giải thoát tụ không; 8, thông hiểu về giải thoát tri kiến tụ không; 9, thông hiểu về không không; 10, thông hiểu về thật đế không. Tuy biết rõ không mà chẳng chấp giữ nơi tướng không, chẳng tác kiến già không, chẳng ý chỉ nơi không, chẳng vì tướng trạng nhân duyên của không ấy mà rơi vào đoạn kiến, thì nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát khéo trụ nơi không xứ. Nay thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là trụ nơi vô tướng. Đó là: 1, trừ tướng bên ngoài; 2, trừ tướng bên trong; 3, trừ tướng hỷ luận; 4, trừ hết thảy tướng tính toán; 5, trừ hết thảy tướng cảnh giới; 6, trừ hết thảy tướng cử động; 7, trừ hết thảy tướng hướng tới xứ sở; 8, trừ hết thảy tướng tạo tác; 9, trừ hết thảy tướng của thức; 10, trừ hết thảy tướng nơi đối tượng duyên của thức. 10, Bồ Tát Trừ Cả Chướng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát đã trụ vào vô tướng như vậy thì Phật trụ nơi vô tướng sẽ như thế nào? Đức Phật đáp: Cảnh giới của Như Lai chẳng thể nghĩ bàn. Vì sao? Vì chẳng phải có trí, phải trí có thể suy lường được. Nếu muốn tư duy về cảnh giới ấy thì tâm hẳn cuồng loạn, hết thảy chúng sinh dò xét suy lường cùng tận cũng chẳng thể biết được chốn bờ kia của Như Lai. Vì sao? Vì cảnh giới của Như Lai sâu xa, không thể nghĩ bàn, giống như hư không, vượt qua tất cả mọi hiện hiện các số lượng. Người giữ chặt lấy kiến chấp tâm thường điên đảo cũng chẳng phải là xét tính toán số của toán số. Bồ Tát Trừ Cả Chướng bạch Phật: Kinh bạch Thế Tôn, còn có nghi vấn của Sư Thế Tôn cho phép. Phật đáp: Này thì nam, tùy theo ý ông hỏi, Như Lai sẽ phân biệt giảng nói hết thảy, chư Phật cũng đều tùy hỷ. Bồ Tát Trừ Cả Chướng bạch Phật: Kính bạch Thế Tôn, nếu chấp vào ngã sở thì chẳng phải là pháp của người trí. Thế Tôn lại là đại pháp chủ, tại sao còn tự khen mình? Phật khen: Hay lắm, hay lắm. Này thì nam, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe ta giảng nói. Bồ Tát Trừ Cả Chướng bạch Phật: Con xin nghe bạch Thế Tôn. Phật nói: Chư Phật Như Lai không vì kiêu mạn để tự khen ngợi, không vì lợi dưỡng, không vì danh tiếng, không vì khiến kẻ khác biết, không hư vọng tự khen, không tà nịnh dối trá. Vì sao? Chỉ vì lợi ích của hết thảy chúng sinh, vì muốn chúng sinh đạt được pháp tu hành an lạc. Vì sao? Vì muốn khiến cho chúng sinh kính tin sâu sắc đối với Như Lai, muốn chúng sinh thâm tâm hoan hỷ,
có khả năng làm bộc pháp khí, luôn được yên ổn, đạt được thiện lợi, thường thọ an lạc, cho đến chứng đắc quả vị Bồ Đề Vô Thượng. Bồ Tát trừ các chướng bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, chúng sinh lẽ nào không biết Như Lai là Thiên Trung Tôn, tự tại Pháp Vương hay sao? Phật đáp: Này Thiện Nam, chúng sinh không thể biết hết. Vì sao? Vì hàng chúng sinh thấp kém, hành nghiệp sâu dày, ít trí, ít tính tâm, thường bị các ác bất thiện kéo giữ, nên không biết Như Lai có đại oai đức. Vì những việc như vậy, cho nên Như Lai tự xưng về đức thật khi chúng sinh kia tính thọ tu hành. Này Thiện Nam, với như vị lương y hiểu thông y pháp, nơi lương y có nhiều người bệnh hoạn, không bệnh nào mà lương y không trị lành, nhưng mọi người ở đấy đều không biết lương y này có oai đức lớn. Khi ấy lương y thấy các người bệnh không biết phương dược, cũng là không biết ngừa những thứ không nên ăn. Lúc đó lương y khởi tâm đại từ bi, ta nên chữa trị trừ hết thảy các bệnh của ấy. Đối trước mọi người, lương y tự khen về tài năng đức hạnh của mình: Tôi thông hiểu những bệnh ấy, biết rõ nguyên nhân của chúng, cũng hiểu rằng về thuốc chữa sẽ tùy theo bệnh mà cho thuốc. Bây giờ chúng sinh đối với lương y sinh tâm kính tin, do tính tâm nên chúng sinh tin vào những lời chỉ dạy của lương y. Lúc này lương y dùng đủ loại dược phẩm tùy theo mỗi bệnh mà cho thuốc, bệnh tật được trừ khỏi, mọi người đều bình phục. Này Thiện Nam, như vậy lương y có tự khen mình chăng? Bồ Tát trừ ca chướng bạch Phật: Không, bạch Thế Tôn. Phật bảo: Này Thiện Nam, Như Lai Thế Tôn, Như Đại Y Phương hay trị các bệnh phiền não của chúng sinh, còn biết rõ nguyên nhân phát sinh phiền não, dùng đại pháp dược ban bố cho tất cả chúng sinh ngu si bị phiền não che lấp, không biết Như Lai là Đại Y Dương. Bất cứ nơi đâu ở trước chúng sinh, Như Lai cũng thường tự khen mình. Khi đó chúng sinh liền sinh tâm kính tín quy y Như Lai. Thánh chủ Thế Tôn giống như Y Vương, dùng đại pháp dược trừ diệt bệnh phiền não của chúng sinh. Thế nào gọi là đại pháp dược? Người tham dục dùng pháp bất tịnh để trị, người sân hận dùng pháp từ tâm để trị, người ngu si dùng pháp nhân chuyên để trị. Pháp dược như vậy có đến vô lượng, đều có khả năng đối trị các bệnh phiền não. Thiện Nam, vì Như Lai thấy có vô lượng lợi ích như vậy nên mới tự khen. Thiện Nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát trụ nơi vô tướng. Này Thiện Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là vô nguyện, đó là: một, tu hành bố thí nhưng không dựa vào đó mà cầu sinh một điều. 2. Tuy giữ giới cấm nhưng không dựa vào đó mà cầu sinh một điều gì. 3. Hành nhẫn nhục. 4. Hành tinh tấn. 5. Hành thiền định. 6. Hành trí tuệ. 7. Tuy nương vào ba cõi nhưng không cầu được tướng của ba cõi. 8. Tuy cầu Bồ Đề nhưng không chấp giữ tướng Bồ Đề. 9. Tuy hành chánh đạo nhưng không chấp thủ tướng chánh đạo. 10. Tuy cầu Niết Bàn nhưng không thủ tướng Niết Bàn. Vì sao? Vì Bồ Tát đã lìa hết thảy tướng cầu sinh. Tuy hành tất cả pháp Phật nhưng tâm thường không vì cầu được một điều gì. Thiện Nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát trụ nơi vô nguyện. Này Thiện Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là tu tâm từ vô lượng. Đó là: 1. Không tạo tâm từ trong một phương. 2. Tâm từ không chỉ tùy thuận nơi thân thích. 3. Thường hành pháp tâm từ. 4. Nương định tu tâm từ. 5. Tu tâm từ không vì lìa sân. 6. Thường vì lợi ích của tất cả chúng sinh mà khởi tâm từ. 7. Thường vì chúng sinh mà tu tâm từ bình đẳng. 8. Tu tâm từ không vì lìa não hại. 9. Tu tâm từ hiện bày cả 10 phương. 10. Tu tâm từ xuất thế gian. Thiện Nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát tu tâm từ vô lượng. Này Thiện Nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là tu tâm bi vô lượng. Đó là: 1. Thấy các chúng sinh bị khổ não, không nơi nương tựa, không ai cứu giúp, không chỗ cậy nhờ, Bồ Tát liền phát tâm Bồ Đề tu hành như pháp. 2. Sau khi đắc được pháp rồi thì tạo lợi ích cho chúng sinh. 3. Đối với chúng sinh tham, Bồ Tát dạy khiến cho bố thí. 4. Chúng sinh phá giới, Bồ Tát dạy tu trì giới. 5. Chúng sinh não hại, Bồ Tát dạy tu nhẫn nhục. 6. Chúng sinh biến trễ, Bồ Tát dạy tu tinh tấn. 7. Chúng sinh tâm loạn, Bồ Tát dạy thiền định. 8. Chúng sinh ngu si, Bồ Tát dạy tu trí tuệ. 9. Để thấy các chúng sinh ác bướng bỉnh không nghe lời dạy,
Tâm Bồ Tát cũng không thoái chuyển. Mời, tuy về chúng sinh đang thọ các khổ lâu dài, nhưng Bồ Tát quyết chí cứu chúng sinh đó không hề chán nản mệt mỏi. Thì nên đúng với việc này gọi là Bồ Tát tu tâm bi vô lượng. Này thì nên Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là tu tâm hỷ vô lượng, đó là một khi thấy các chúng sinh ở cảnh giới sinh tử bức bách khổ não mà được thoát khỏi những thứ ấy trong ba cõi hư giả, Bồ Tát liền sinh tâm hoan hỷ. 2. Thấy chúng sinh đoạn tuyệt sinh tử, qua lại tạo chấn động, kết nghiệp không còn, Bồ Tát sinh tâm hoan hỷ. 3. Trong biển sinh tử, thấy chúng sinh bị tai nạn, la sát, nơi nước sâu, ác giác, ma kiệt, nay được lìa xa các nạn sinh tử trong biển lớn như vậy, Bồ Tát sinh tâm hoan hỷ. 4. Bồ Tát sinh tâm hoan hỷ khi cờ ma gãy đổ. 5. Bồ Tát dùng trí kim cương phá tan đuối cách xử, khiến không còn mảy bụi, liền sinh tâm hoan hỷ. 6. Ta nay tự đạt được sự dứt bỏ, cũng khiến cho kẻ khác được sự dứt bỏ nên sinh tâm hoan hỷ. 7. Ta nay đối với cảnh giới sinh tử triền miên, tự tâm được giác ngộ, đối với các chúng sinh bị ái trói buộc, bị vô minh bao phủ, ta cũng làm cho họ đều được giác ngộ, nên sinh tâm hoan hỷ. 8. Ta nay tự được giải thoát lìa các nơi đường ác hiểm nạn, ta cũng sẽ độ thoát chúng những chúng sinh nào rơi vào đường ác hiểm nạn đó, nên sinh tâm hoan hỷ. 9. Trong đồng hoang sinh tử, sau đường hiểm nạn, kẻ độc hành không bè bạn, cứ mãi qua lại không biết đường ra, không biết nơi chốn hướng đến, ta sẽ khiến họ biết được đường chánh, biết rõ nơi chốn, nên sinh tâm hoan hỷ. 10. Ta nay được gần thành trì nhất thiết trí, gần nơi Phật ngồi nên sinh tâm hoan hỷ. Thì nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát tu tâm hỷ vô lượng. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là tu tâm xả vô lượng. Đó là một mắt thấy sắc đẹp mà không đắm nhiễm, nhập vào tâm xả. 2. Tai nghe tiếng. 3. Mũi ngửi mùi. 4. Lưỡi nếm vị. 5. Thân chạm vật trơn mịn. 6. Ý biết các pháp như vậy mà tâm không chấp giữ lấy tướng nơi năm trần, cũng không bất não, thường hành tâm xả. 7. Khổ khổ. 8. Hành khổ. 9. Hoại khổ. Đối với ba loại thọ này, tâm không tăng giảm, cũng không bất não, thường hành tâm xả. 10. Chuyển hóa tận cùng các hữu kết, thường hành tâm xả, Bồ Tát suy nghĩ ta sẽ tâm muốn độ người, phải tự độ mình, thường hành tâm xả. Thì nam, đúng rồi, việc này gọi là Bồ Tát hành tâm xả vô lượng. Này thì nam, Bồ Tát lại có 10 pháp gọi là hiện bày thần thông diệu dụng. Đó là một, thể hiện xả thọ mạng. 2. Thể hiện sinh ở thế gian. 3. Thể hiện làm đồng tử vui chơi học tập. 4. Thể hiện xuất gia. 5. Thể hiện hành khổ hạnh. 6. Thể hiện ở nơi cây Bồ Đề. 7. Thể hiện hàng phục ma oán. 8. Thể hiện ưa tịch tỉnh. 9. Thể hiện chuyển pháp luân. 10. Thể hiện nhập niết bàn. Bồ Tát trừ cả chướng bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà thể hiện sẽ bỏ thọ mạng ở cõi trời Đâu Xuất Đà cho đến thể hiện nhập niết bàn? Phật đáp: Trời Đâu Xuất Đà còn đắm nhiễm nơi năm dục, sinh nhiều kiến chấp, tưởng thường. Trong tất cả chúng sinh, Bồ Tát là tối thắng, tối thượng, không nhiễm nơi năm dục, sẽ bỏ thọ mạng để có thể phá trừ bệnh tưởng chấp thường của chúng sinh, khiến đạt được tưởng vô thường, tâm không phóng dật. Trời Đâu Xuất Đà còn nhiều phóng dật, không sinh tâm cung kính tinh vui, tham cầu ái dục, không tỏ chánh pháp, ngày đêm theo nẻo phóng túng mê vui. Do vậy, Bồ Tát vì muốn trừ tâm phóng dật của họ mà thể hiện xả thọ mạng. Khi ở chúng sinh thấy Bồ Tát xả bỏ thọ mạng thì đều trừ được phóng dật, sinh tâm nhàm chán xa lìa. Nhờ trừ bỏ phóng dật nên chúng sinh liền phát tâm Bồ Đề vô thượng. Bồ Tát thị hiện nơi thai mẹ có nhiều tướng lạ, cũng vì khi chúng sinh tinh thọ sự biến hóa ấy. Tuy ở thai mẹ nhưng Bồ Tát luôn vì chúng sinh mà thuyết pháp, là cho tất cả được tâm không thoái chuyển, chóng đạt đến quả vị Bồ Đề vô thượng. Nếu có chúng sinh thấy Bồ Tát từ lúc còn nhỏ liền thành tựu được thiện căn, thì Bồ Tát vì chúng sinh đó mà hiện bày, mà hiện làm hài nhi. Nếu có chúng sinh thiện căn được tăng trưởng khi thấy Bồ Tát xuất gia, thì Bồ Tát liền vì những chúng sinh đó mà xả bỏ nhà cửa thế gian xuất gia. Nếu có chúng sinh tâm ý gắn chặt với sự thô tệ,
Bồ Tát hiện hành khổ hạnh khi chúng sinh đó được thành thục. Các chúng trời rồng dạ xoa cả tất bà, con thấy khổ hạnh mới thành tựu đầy đủ, thì Bồ Tát liền hiện hành khổ hạnh làm cho họ thành thục. Cũng nhằm điều phục các ngoại đạo, với lượng chúng sinh nhiều kiếp phát nguyện mau thấy Bồ Tát hướng đến Bồ Đề Thọ. Bồ Tát tùy theo ý họ, liền thể hiện đi đến đất quả Bồ Đề. Tức thời các chúng sinh ấy đạt được không thoái chuyển cho đến phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng. Là vì chúng sinh cao ngạo, kiêu mạn, tự ý thế lực, Bồ Tát vì muốn phá trừ tâm kiêu mạn của họ, nên thể hiện ngồi nói đạo tràng hàng Phật ma oán khiến họ tin phục. Vì chúng sinh ưa tịch tỉnh, thiện căn tăng trưởng, nên Bồ Tát thể hiện ngồi nói đạo tràng. Lúc Bồ Tát ngồi tòa đạo tràng, có khả năng làm cho hết thảy âm thanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều ngưng bặt. Tam thiên đại thiên thế giới tức thì tịch tỉnh, khiến cho người ưa tịch tỉnh, sinh tưởng hy hữu, phát tâm bồ đề vô thượng, có thể làm cho chúng sinh đều được tịch tỉnh. Lại có chúng sinh tự cho mình là đại sư, tác tưởng về nhất thiết trí, không hiểu đạo xuất yếu, không biết pháp xuất thế, cũng không biết về hiện sinh hậu báo. Vì nhằm hàng phục các chúng sinh như vậy, lại thấy các chúng sinh có khả năng là bậc pháp khí, thành tựu đầy đủ pháp thiện, cho nên Bồ Tát thể hiện thành tựu quả vô thượng bồ đề. Rồi đến ba la nại, ba lần chuyển pháp luân giảng nói tứ thánh đế. Lại có chúng sinh cần hiện cảnh niết bàn mới thành tục, vì muốn các chúng sinh đó đạt được những thành tựu trọn vẹn nên Bồ Tát thể hiện nhập niết bàn. Vì những nhân duyên như vậy, vì những giáo hóa giáo nghĩa như vậy, nên Bồ Tát thể hiện ngồi tòa đạo tràng cho đến thể hiện nhập niết bàn. Thiện nam, đố mười việc này gọi là Bồ Tát thể hiện hiện bày thần thông diệu dụng. Này thiện nam, Bồ Tát lại có mười pháp gọi là lìa tám nạn, đó là: một, lìa các pháp bất thiện; hai, giữ cấm của Như Lai chế trọn đời không phạm; ba, trừ bỏ tham lam ganh ghét; bốn, đã trồng các căn lành trong thời Phật quá khứ; năm, thường tu đầy đủ phước nghiệp trí tuệ; sáu, thông hiểu các phương tiện; bảy, thông hiểu về sự phát nguyện; tám, chán lìa tâm ác; chín, siêng năng tinh tấn; mười, Bồ Tát không tạo nghiệp ác mà vào địa ngục, tuy ở địa ngục nhưng trọn không thọ khổ báo của địa ngục, chỗ không vui cũng không sinh buồn phiền, tuy đọa vào địa ngục nhưng Bồ Tát ở đó không lâu cũng lại không sinh tâm nào hại. Bồ Tát tánh khiếu nhu hòa, hằng tu mười pháp thiện, nhờ tu mười thiện nên không bị đọa vào địa ngục. Bồ Tát không hủy giới cấm của Phật mà vào cõi súc sinh, tuy hiện làm súc sinh mà không tỏ khổ của súc sinh. Bồ Tát không khởi tham lam canh ghét nhưng lại vào trong cõi ngạ quỷ, tuy hiện làm ngạ quỷ mà Bồ Tát không tỏ khổ của ngạ quỷ. Bồ Tát không bao giờ sinh vào nhà tà kiến, nếu sinh nơi tà kiến chắc chắn Bồ Tát sẽ gặp tri thức thiện. Vì sao? Vì ở đời quá khứ Bồ Tát đã tu các điều thiện của giáo trồng thiện căn trong thời Phật quá khứ lâu xa, nên thường sinh vào nhà chánh kiến đầy đủ nhân duyên thiện. Do đầy đủ nhân duyên thiện nên công đức tăng trưởng rộng lớn. Bồ Tát không bao giờ khiếm khuyết các căn khiến, nếu các căn khiếm khuyết Bồ Tát chẳng thể làm bậc pháp khí. Bồ Tát tích đức lâu xa, tu phước không hề mệt mỏi. Đối với các hình tượng chùa tháp, pháp đàn tăng chúng, bất cứ ở nơi đâu Bồ Tát cũng tu phước, tâm không bê trễ. Do thường tu phước nên Bồ Tát luôn đầy đủ các căn, không khiếm khuyết, có khả năng làm bậc pháp khí. Bồ Tát trọn chẳng sinh những nơi sâu ác như chốn biên địa, hoặc làm kẻ ngu tối câm điếc với những loài bạch tượng ngu si vô trí, không phân biệt được nghĩa lý thiện ác, không thể làm bậc pháp khí, cũng là không biết các hàng sa môn bà la môn. Bồ Tát sinh ở vùng giữa đất nước, lợi căn thông tuệ, có đại tri kiến, tính tâm ưa thích thân cận bậc trí đối với các việc thiện ác. Bồ Tát khéo phân biệt rành rõ, có khả năng làm bậc pháp khí, bậc thâm tính sa môn bà la môn. Vì sao? Vì Bồ Tát vốn tu tập về trí tuệ lực. Bồ Tát không sinh vào cõi trời trường thọ, nếu sinh vào cõi trời trường thọ thì không gặp Phật xuất hiện ở đời, lìa xa đạo quả, không thể đem lại mọi thành tựu đầy đủ cho chúng sinh. Do vậy Bồ Tát sinh vào cõi dục lúc Phật xuất thế, hẳn sẽ gặp Phật mới có khả năng giáo hóa độ chúng sinh. Do phương tiện nhân duyên thiện mà Bồ Tát chọn không sinh vào thế giới không có Phật, cũng không sinh vào nơi không được nghe pháp, cho đến không sinh vào chốn không có chúng tăng để cúng dường. Bồ Tát luôn sinh vào nơi chốn được gặp Tam Bảo,
Vì sao vì sức tạo nguyện xa xưa nên Bồ Tát sinh ở nơi nhàm chán điều ác, tội tâm không kiêu mạn cao ngạo. Nếu nghe nơi nào có tám nạn và những điều ác, Bồ Tát liền sinh tâm chán bỏ, không hỷ lạc, cần tu tinh tấn, đủ các pháp thiện, trừ diệt pháp ác. Thì nam, đủ 10 việc này gọi là Bồ Tát lìa nơi tám nạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Kinh Bảo Vân quyển 3.